Xin chào quý vị khán giả của Trong Thế Giới Xe. Và ngày hôm nay, Việt Trung rất vui khi được đồng hành với quý vị trong chuyên mục Lái và Cảm Nhận. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một chiếc xe đến từ Thái Lan, GVX Gentleman 200. Như quý vị thấy thì với mức giá là 67 triệu đồng mà được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan luôn, thì cái mức độ hoàn thiện của chiếc xe này đối với mình nghĩ là rất là cao. Có thể thấy là đây là một cái chiếc xe mang phong cách cổ điển và theo cái style là Cafe Racer. Nó vừa pha trộn giữa cái nét cổ điển và nó vừa pha trộn được cái nét hiện đại. Nên khi mà bạn ngồi lên chiếc xe này thì mình nghĩ rằng nó sẽ không, nó khó mà lỗi thời lắm. Thứ hai nữa, cụm đèn trước đó là cụm đèn halogen, nó có 4 góc chiếu sáng hỗ trợ. Tiếp theo nữa là chính là cái chi tiết mà mình rất là thích của chiếc xe này, đó là chính là cặp phuộc upside down. Đây là một cặp phuộc như bạn thấy thiết kế rất là chắc chắn, và khi mà bạn đi trên cái đường ở thành phố á thì nó mang lại cho bạn một cái trải nghiệm rất là tốt. Và ở thắng trước thì nó là hai thắng trước, hai thắng đĩa, và mình cũng đã thử khi mà mình chạy với tốc độ cao thì nó mang lại cho mình cái cảm giác an toàn rất là lớn. Bên cạnh đó sẽ còn được trang bị cụm đồng hồ điện tử hiển thị full LCD dạng tròn và được đặt lệch sang một phía cùng với đèn pha, với dải đèn LED tạo thành hình chữ X được lấy cảm hứng trực tiếp từ Ducati Scrambler. Cung cấp sức mạnh cho GVX Gentleman 200 là khối động cơ xi lanh đơn 4 kỳ SOHC 2 van 197cc, nhưng vẫn sử dụng bộ chế hòa khí truyền thống để giảm giá thành. Vành xe của GVX Gentleman 200 là loại vành nan hoa cổ điển, đường kính là 17 inch. Cả hai lớp trước sau đều sử dụng loại Pirelli Angel, đường kính lớp trước là 110-70, còn lớp sau là 140-70. Hệ thống phanh sau của GVX Gentleman chỉ gồm phanh đĩa đơn 1 piston, xe không được trang bị phanh ABS, phuộc sau có dạng monoshock thiết kế cứng cáp. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED tạo điểm nhấn hiện đại phía sau xe. Và như các bạn cũng như là quý vị thấy thì cái bình xăng của con GVX Gentleman này thì nó cũng rất là đẹp nữa, với cái mức độ hoàn thiện họ rất là đầu tư và quan tâm đến những cái chi tiết của bình xăng. Thì dung tích của bình xăng này nó là 12 lít và với cái thiết kế là giọt nước, rồi nó có những cái góc cạnh rất là nam tính nữa, rất là hài hòa với cái tổng thể của chiếc xe này, làm cho cái mức độ hoàn thiện của bình xăng khá cao và mình thấy nó rất là đẹp. Và cái phần mở xăng á, nó cũng khá giống với những cái dòng xe cao cấp khác, đó chính là khi mà các bạn rồi chỉ cần dặn ra đó, các bạn mở ra và khi đóng lại á chỉ cần ấn lại, đó, rất là tiện lợi. Và cái mà mình muốn chia sẻ nữa đó chính là về chiếc yên xe. Yên xe, và cái yên xe này được làm bằng cái chất liệu giả da. Và ban đầu ngồi thì nó còn khá cứng, thì sau một thời gian ngồi á thì mình thấy rằng nó đã mềm hơn so với lúc ban đầu mua rồi. Thì cái phần này cũng là phần cũng rất là nhiều người quan tâm, chính là với cái chiều cao xe này á, thì có phù hợp với vóc dáng của người Á Đông hay không. Thì mình cũng xin trả lời với các bạn, thì nó rất là phù hợp với những người có vóc dáng ví dụ như là từ 1m63, đặc biệt là gần 1m7 thì cái dáng này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì mình cũng chia sẻ là cái yên này, cái khoảng cách từ cái đầu cao yên tới với mặt đất là 730mm, thì nó cũng gần như là nó ngang với những cái dòng xe tay ga các bạn chạy thông thường. Mình là một người cao khoảng 1m68, nhưng mà mình vẫn có thể để chân cách rất là thoải mái. Nên nếu như mà bạn lo lắng rằng bạn cái chiều cao thấp quá có thể ngồi được chiếc xe này không, thì đó cũng chính là một câu trả lời cho các bạn. Thì các bạn thấy nó không có bị lọt thỏm vào trong cái chiếc xe này so với những cái dòng xe phân khối lớn khác. Đây là một trong những cái điểm cộng của cái dòng xe GVX Gentleman 200 này. Ngồi lên xe này thì các bạn có một cái góc lái khá là thoải mái. Tuy là nó không rộng như là những cái dòng xe khác, nhưng mà không hề gặp một cái vấn đề gì khi mà mình trải nghiệm của xe này.
Và quý vị thân mến, đó chính là những trải nghiệm của Việt Trung sau gần 4.000 km đồng hành cùng với con GBX Gentleman 200 này. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào ạ? Hy vọng vừa rồi thì Việt Trung đã đem đến cho tất cả quý vị những thông tin hữu ích, cũng như là quý vị cũng đã bỏ túi thêm được một sự lựa chọn về dòng xe phân khối lớn trong phân khúc từ 60 đến 70 triệu đồng. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục tiếp theo.